Lão bà giúp cho con trai Đỗ Trạng Nguyên đuổi con dâu và cháu gái ra khỏi nhà sau khi cô bé nhỏ lấy mất kho lúa trong nhà. Nhưng giờ bà ấy lại hối hận, Thịnh Đạt cũng không biết đang nghĩ gì. Đỗ Trạng Nguyên xong, liệu không thể quay trở lại sao? Liền không quan tâm đến cả gia đình, vợ con cũng đã bỏ thì thật sự. Người ta cũng nói, người hại vợ không thể có được tài sản. Anh ta thậm chí không muốn vợ và con. Đây là bị trời phạt đấy. Nếu không thì đất ruộng của gia đình Trần gia làm sao mà không có nỗi một hạt lúa. Bà già ngu ngốc này, không được nói những điều như vậy nữa. Đã đuổi con dâu lớn ra khỏi nhà rồi, bây giờ nói những điều này làm gì? Tôi đã gửi thư cho thằng cả rồi, để thằng cả sắp xếp ở kinh thành. Cho đến khi lũ lụt qua đi, chúng ta sắp xếp xong tài sản, bán hết những vật có giá trị, rồi cả gia đình cùng nhau lên kinh thành. Ông già à, thằng cả có thể tiếp đãi chúng ta và thằng hai, thằng ba không? Bà là đồ đần sao? Thằng cả đã lén lút lấy đi kho lương thực của gia đình chúng ta. Tất cả lương thực trong kho lớn đã được bán hết. Gia đình chúng ta không còn gì nữa, làm sao mà tiếp tục ở đây được nữa? Cả gia đình chúng ta ở lại đây chỉ có mà chết đói thôi. Bây giờ chỉ có thể đi tìm thằng cả ở kinh thành. Thằng cả đã bán hết lương thực đó, nó chắc chắn có tiền trong tay. Ở bên kia làng Thẩm Gia Trang nhưng lại yên bình. Ngụy Trấn Đông ôm bé Như Ý đến nửa đường trên núi để kiểm tra dòng nước. Mưa lớn như vậy, dự đoán rằng khu vực phủ Giang Nam mùa màng năm nay sẽ thu hoạch thất bại, sợ rằng việc gặp hạn hán là không thể tránh khỏi. Như Ý nhảy xuống từ Ngụy Trấn Đông, lấy ra cái rổ mang theo cùng mình, đặt một miếng bánh vào bên trong, đó chính là mồi đã ngâm trong suối Linh Không Giang, rồi ném xuống nước. Như Ý ơi, con không thích cái rổ này à? Sao lại ném xuống nước? Đại bá không hiểu đâu, Như Ý sẽ cho đại bá xem tài năng của con. Như Ý tự chơi một lúc, đại bá đi qua đó kiểm tra tình hình nước. Đại tráng, ngươi hãy chăm sóc đứa trẻ này giúp ta. Dạ vâng thưa quốc công. Chỉ trong chốc lát, mùi lương thực nhanh chóng thu hút cá, mặt nước liên tục xuất hiện bọt. Chú đại tráng, nhanh, giúp kéo dây. Như Ý à, cái rổ này không phải đã không cần sao? Con đã ném vào nước rồi. Lời nói vừa dứt, một lực mạnh từ dưới nước kéo xuống. Như Ý nhỏ không kịp phòng bị, ngay lập tức bị kéo xuống dưới nước. Vừa đi một vài bước, Ngụy Trấn Đông quay đầu bị hốt hoảng không nhẹ. Như Ý, Ngụy đại tráng, người sao còn đứng đó? Có một đứa trẻ cũng không giữ được. Ngụy Trấn Đông và Ngụy đại tráng liền lao vào hồ nước, chỉ vài giây đã cứu đứa bé nhỏ lên. Thấy cô bé đang cầm một cái rổ, vài con cá lớn đang nhảy tung tăng. Đại bá, người mau nhìn xem, Như Ý bắt được cá to rồi, chúng ta có thể ăn thịt rồi. Cách bắt cá này, đại bá chưa từng thấy cách bắt cá này ở quê mình. Như Ý giỏi quá, nhưng sau này không được tự làm nữa. Chuyện nguy hiểm như vậy đấy, đại bá nói rồi đấy. Mọi người trở về sân nhà thì đã trưa rồi. Thẩm thị đã hầm một số cá lớn thành canh cá. Tiểu phu nhân, bây giờ mưa đã ngừng, mực nước sẽ dần dần giảm. Tôi muốn xem thử lương thực của bạn ở đâu. Tôi đã viết xong bản báo cáo cho hoàng thượng rồi, chỉ là chưa gửi đi thôi. Tôi muốn xác định số lượng lương thực, rồi mới gửi đi cho hoàng thượng. Tay Thẩm thị đột nhiên run lên, sợ đến mức một miếng cá trong tay rơi xuống bàn. Sắc mặt của nàng tái nhợt đi. Đứa con gái nhỏ của mình, bây giờ tôi có lương thực gì đâu? Khi ra khỏi nhà Trần, không mang theo một hạt thóc nào, chỉ là còn một ít đệm chăn và còn vài trăm lượng bạc ở trong người. Nếu như lời nói của Như Ý đúng là lời nói dối, thì chuyện sẽ rắc rối lắm. Ngụy Trấn Đông nhìn phản ứng của gia đình Thẩm thị, anh ta bất ngờ trong chốc lát. Bộ mặt này, liệu Thẩm tiểu thư này có hối hận không? Đại bá, đừng lo lắng, ngày mai Như Ý sẽ dẫn đại bá đi xem lương thực đấy. Mẫu thân không muốn cũng có lý do của riêng mình. Cuối cùng đó là thứ mà gia đình để lại, đó là thứ cứu mạng cho mẹ con chúng con. Tiểu phu nhân, thật sự tôi biết điều này rất khó cho bạn. Lương thực đó cũng là của tổ tiên, đó là con đường mở rộng cho cô. Được rồi đại bá, hãy ăn cơm nhanh thôi, ngày mai con sẽ dẫn đại bá đi xem. Sáng hôm sau, Thẩm Như Ý vác rổ trứng vịt chạy đến trại quân. Như Ý ơi, tới rồi à, sao lại mang trứng vịt cho đại bá vậy? Đại bá vừa vặn cũng đang đói bụng. Là Như Ý đói rồi, mang theo đồ ăn trên đường. Đã hiểu, chú không nên hiểu lầm. Thật là một đứa trẻ thông minh. Chúng ta xuất phát đi, đi xem thử lương thực đó. Rất nhanh, mọi người theo hướng dẫn đến một cái hang động lớn. Đại bá, mọi người đợi ở đây, con phải vào xem trước. Một đứa trẻ như con cũng quá nguy hiểm, để đại bá cùng con vào đi. Tuyệt đối là không được, đây là căn cứ bí mật của gia đình con, vào xác nhận một chút. Đợi một chút con sẽ gọi mọi người vào ngay, vậy thì con hãy cẩn thận đấy. Cô bé nhanh chóng đến trong hang động, không gian kích hoạt, lấy ra một phần lương thực bên trong. Đại bá, lương thực ở bên trong có thể không phải tất cả đâu. Đợi con có thời gian hỏi mẹ con kỹ hơn. Mọi người có thể vào rồi. Vào trong hang động, cảnh tượng bên trong làm cho những binh sĩ được đào tạo tốt cũng bất ngờ. Ngay cả Ngụy Trấn Đông, người biết nhiều cũng bị sốc. Thật là rung động trong lòng, đặt rất kín đáo và còn khô giáo như vậy. Thật sự Thẩm gia đã rất lao tâm rồi. Mẹ của con đã ở nhà họ Trần từ lâu, một lòng sống rất tốt với họ. Nhưng không ngờ ông ta lại cưới con gái của quan lớn, không còn cần mẹ tôi và tôi nữa. Trong lòng Ngụy Trấn Đông không kìm được niềm vui.
Người họ Trần đó thật không may mắn. Người vợ nhỏ như tiên nữ này lại bỏ rơi cả đứa con nhỏ. Như Y ơi, chúng ta đi ra ngoài đi. Đại bá tìm 100 người ở đây để giữ an ninh. Chỉ cần nước rút đi, chúng ta có thể vận chuyển lúa ra ngoài, bắt đầu chuẩn bị xây đập. Đại bá, hãy để một số người giữ ở đây một cách bí mật. Đừng để ai biết chuyện quan trọng này. Nghe nói đang có nạn đói. Nếu nhân dân đều đến cướp lúa thì sẽ hỗn loạn đấy. Như Ý thật là một đứa trẻ thông minh. Đại bá nghe theo lời con.